Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Tony Cross phiên bản 24 Toti. Một trong những điểm để lại ấn tượng của Tony Cross phiên bản này là khả năng sút xa rất tốt. Nếu đối thủ để cho tiền vệ người Đức có thể xử lý bóng một cách thoải mái phía trước khung thành, gần như ngay sau đó họ sẽ phải ôm hận sau một tình huống cứu lòng dết đời quen thuộc của anh Tám Nghiệp. Bên cạnh lực sút đã được tăng thêm so với các phiên bản trước đó, độ xoáy trong những pha dết đời của tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid cũng rất khó chịu. Bộ đôi lúc kéo chưa đủ lực, nhưng nhờ độ hiểm cao nên pha ra chân sau đó của Rod vẫn đủ giúp anh điện tử mình lên bảng điện tử. Nếu thích đổi gió khi dứt điểm với Rod, anh em cũng có thể sử dụng FD. Nhờ chỉ số lực sút được tăng thêm nên độ nguy hiểm trong những cú FD của Rod cũng tăng lên. Thậm chí đã có tình huống thủ môn chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản được Rod ghi bàn. Rốt mùa này tranh chấp có phần lì hơn một chút, cũng như đã cải thiện thêm về mặt tốc độ, nên nhìn một cách tổng thể, khả năng phòng ngự của tiền vệ người Đức đã được cải thiện thêm. Rốt thuộc dạng phòng ngự theo kiểu bắt bài ý đồ của đối phương, nên nhờ tốc độ được cải thiện hơn để giúp anh theo bóng tốt hơn. Nếu đã bắt bài được ý đồ phối hợp hay đi bóng của đối phương và anh em tính toán thời điểm tắt bóng hợp lý, Rốt sẽ khá dễ dàng để cướp lại được bóng, vì anh mùa giải này tắt bóng khá ngọt. Tổng quan phiên bản này là một trong những mùa giải mà Rốt có sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Về mặt xoay sở, sẽ không có khác biệt nhiều nếu so với đại đa số các mùa giải khác. Với chỉ 3 sao skill nên xoay sở sẽ có phần hơi cứng, bù lại khả năng bẻ hướng của Rod khá nhanh và tốc độ cũng được cải thiện ở mùa này, nên những tình huống đòi hỏi xoay sở xử lý nhanh, tiền vệ người Đức đa phần vẫn có thể xử lý ổn áp. Về phần truyền trọt, đương nhiên với Rod là miễn chê. Anh mà truyền tệ thì không biết ai truyền tốt nữa. Tiền vệ người Đức luôn đạt tỷ lệ truyền bóng chính xác rất cao, là một trong những điểm luôn chuyển bóng đáng tin cậy trong đội. Với khả năng truyền dài cực tốt nên sẽ giúp anh em chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, hoặc là những tình huống đảo hướng tấn công để gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối thủ. Ngoài ra là những tình huống chọc khe cũng rất hay, xé toạc hàng phòng ngự của đối phương, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thành tích ghi bàn cho các tiền đạo. Tổng kết lại, đây là phiên bản chất lượng nhất của Rod tính đến thời điểm này. Anh công thủ đều tốt, mọi mặt từ tốc độ, khả năng phòng ngự, tranh chấp, dứt điểm đều có sự cải thiện thêm. Với những anh em muốn dùng Rod và có tài chính cho phép, đừng ngần ngại đầu tư phiên bản này của anh Tám Nghiệp. Và trên đây là bài review của mình về Tony Rod phiên bản 24 Toti. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.